Hai, mình xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phụ Kiện Hồ Cá của mình nha. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái cốc sủi oxy dành cho bể cá nha các bạn. Đối với cốc sủi này thì nó sẽ thiết kế rất là nhỏ gọn và cái đầu sủi nó sẽ lên những cái bọt khí rất là mịn nha các bạn. Cái này thì mình sử dụng cốc sủi này đi kèm với máy tạo oxy một vòi nha các bạn, loại nào cũng được. Đi kèm trong máy thì nó sẽ có cái van tăng chỉnh oxy nha. Các bạn nếu các bạn nào thấy oxy mạnh thì các bạn có thể chỉnh nhỏ lại nha. Để cái lượng oxy của mình vừa đủ thôi. Cốc sủi này thì các bạn có thể sử dụng cho bể bể to bể nhỏ gì cũng được. Nó chủ yếu là nó phụ thuộc vào cái công suất của cái máy oxy thôi nha các bạn. Cái máy hiện tại mình đang test cho các bạn xem đó là cái máy của Atman nha, CR10. Cái máy này thì nó có công suất là 2W. Và máy này chạy thì rất là êm nha các bạn. Atman thì công suất nó yếu nhưng mà nó chạy rất là êm. Các bạn nào nuôi cá trong phòng các bạn cần sự yên tĩnh thì các bạn có thể sử dụng loại này nha. Khi gắn cốc sủi này vô thì cái hồ cá các bạn nhìn thấy nó sẽ đẹp hơn nhiều, nó sẽ sang trọng, nhỏ gọn, thiết kế đẹp nha các bạn. Và sản phẩm bên mình thì có những loại oxy một vòi nha các bạn. Cái này thì của Zeneca nè. Cái này thì có công suất là 2.8W. Cái máy nhỏ này thì chạy cũng rất là êm. Bây giờ mình sẽ thử cái máy một vòi của Zeneca này cho các bạn xem nha. AB910. Cái máy này thì nó chạy rất là êm nhưng mà cái độ rung nó thì nó sẽ rung hơn cái thằng Atma này nha các bạn. Nếu các bạn để trên mặt kiến thì các bạn cần phải lót cái miếng giấy, cái miếng vải thì cho nó được cái chạy nha. Tại mình thấy nó cái độ rung nó rung hơn nè. Bây giờ mình lật nghe cho các bạn xem nè. Nó sẽ có cái độ rung. Nó sẽ thiết kế cho mình bốn cái chân chống rung này nha. Nhưng mà các bạn muốn cho nó đựng chạy thì các bạn cứ lót cho nó một miếng vải là nó sẽ êm nha các bạn. Còn cái độ ồn nó thì sẽ không có, nó cũng tựa tựa với thằng này thôi. Rồi tiếp theo sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn cái này là Sobo nha các bạn, một vòi của Sobo SB248A. Cái này thì nó công suất là 3W. Rồi bây giờ để mình thử máy này cho các bạn xem luôn nha. Rồi mình đã gắn nó vô rồi nha các bạn. Đối với thằng này thì cái độ rung nó, cái bốn cái nút của nó thì nó sẽ bốn cái nút nhựa này của nó sẽ cứng, nó sẽ dễ di chuyển hơn là cái thằng này nha các bạn. Cái thằng này thì bốn nút hít nó sẽ mềm, nó sẽ ít chạy hơn. Cái thằng này thì nói chung nó cũng không có kêu các bạn, chỉ là nó dễ chạy thôi. Một là các bạn treo, có thể là gắn vô và treo, treo thì nó sẽ không có ồn. Nè, các bạn thấy nó chạy không? Nó sẽ có xu hướng chạy nhiều hơn thằng này. Một là các bạn treo thì nó sẽ không có ồn đâu, hoặc là các bạn có thể lót cho nó một cái miếng khăn thì nó sẽ êm nha các bạn. Nó thì nó không có ồn nhưng mà chủ yếu là trên cái mặt kính hay mặt bàn này nè, bắt đầu nó chạy thì mình sẽ nghe cái tiếng chạy của nó thôi. Chứ nói về độ ồn thì nó cũng ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái oxy một vòi nữa nha. Cái này là của hãng RS Alexicon nè các bạn. Cũng RS 248A. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái máy này luôn cho các bạn xem nha. Nói chung đa số những dòng một vòi thì nó sẽ ít ồn hơn hai vòi các bạn ơi. Các bạn cũng yên tâm, loại nào cũng được.
mình thấy sử dụng loại nào cũng tốt. Cái này là 3W, thằng này cũng 3W luôn các bạn. Chỉ có cái hàng trắng này nè là nó yếu watt hơn, nó chỉ có 2.8W à. Rồi mình đã gắn cái hàng này vô rồi nha các bạn. Cái hàng này thì nó sẽ không có chạy, nhưng mà cái độ rung nó thì mình sẽ thấy nó hơi hơi rung nhiều hơn cái hàng này nha các bạn. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ thấy cái lượng oxy của nó ra rất là mạnh, nó sẽ lên lượng oxy nhiều hơn hàng nãy nha. Để gần thì các bạn sẽ nghe kêu, nó sẽ kêu hơn cái hàng này một chút xíu. Để mình để lên cái khăn đó, nó sẽ hơi kêu hơn một chút xíu, nhưng mà bù lại thì mình cảm giác như nó cái lượng oxy nó sẽ mạnh hơn hàng hồi nãy. Rồi tiếp theo mình sẽ lên một cái loại oxy cuối cùng nha. Cái loại này thì của Sobo luôn, vẫn là Sobo SB9903. Cái này thì có công suất là 3.5W nha các bạn. Cái công suất này thì mình thấy nó sẽ mạnh hơn tất cả những dòng nãy giờ mình test nè. Rồi để mình test thử cái loại này cho các bạn xem luôn nha. Rồi mình đã gắn cái hàng Sobo này vô rồi nha các bạn, 9903. Đối với hàng này thì sẽ bên hông nó sẽ có một cái nút gạt, nút điều chỉnh lưu lượng cho mình nha. Cái này hiện tại nó đang ở chế độ nhẹ nha các bạn gạt lên thì nó sẽ mạnh. Và khi chế độ nhẹ thì cái bọt sủi nó cũng lên trong hồ rất là nhẹ. Khi ở chế độ nhẹ này thì cái máy nó sẽ rất là êm nha các bạn. Bạn nào mà nuôi hồ nhỏ thì các bạn có thể gạt xuống, còn hồ bự thì các bạn có thể tăng lên nha. Bây giờ mình sẽ tăng lên cho các bạn xem nha. Do là công suất nó 3.5 cho nên các bạn thấy cái lưu lượng nó lên rất là mạnh luôn nè. Để giảm lưu lượng ở trên đó thì các bạn cũng có thể tăng giảm đầu này lại nha. Đây nè. Các bạn cũng có thể tăng giảm đầu này lại. Bạn nào muốn mạnh thì cứ xả ra. Cái loại này thì nó được công suất là 3.5W. Thì khi các bạn bật ở chế độ cao này á, thì khi để gần thì các bạn sẽ nghe nó hơi hơi kêu một chút. Còn bạn nào muốn êm thì các bạn cứ chỉnh xuống nhẹ là nó sẽ không kêu nha. Nó được cái này nó mất cái kia. Chứ nó không có tốt hết. Rồi cái loại này cái nút thì nó cũng sẽ bằng nhựa dẻo nè, nó sẽ cố định được, nó không có chạy. Cái này mình đang quay các bạn ở ban đêm nha, cho nên những âm thanh nó phát ra các bạn nghe rất là rõ nha. Rồi bây giờ nãy giờ nói cốc sủi mà quên giới thiệu cho các bạn cốc sủi. Đây là cái vỏ hộp của nó nha các bạn. Nè, bên trong nó sẽ cho mình hai cái cục hít để các bạn hít vào thành hồ nha. Và một cái van oxy, van này van màu vàng là van của nó nha các bạn, còn cái van màu xanh là tại của mình lấy ra mình xài. Rồi bên trong là một cốc sủi. Cái này thì sẽ bằng mica nha, còn cái trên đây là sẽ bằng đá sủi, cái mặt đá sủi. Nếu mà các bạn mua cốc sủi, nếu mà các bạn nào có máy oxy rồi á, thì các bạn chỉ cần mua cốc sủi thôi. Còn thế bạn nào mà chưa có oxy luôn thì các bạn phải đi kèm với máy tạo oxy nó mới hoạt động được nha. Chứ các bạn mua cốc sủi không mà không có máy tạo oxy thì cũng nó sẽ không hoạt động được đâu. Khi các bạn có máy oxy rồi á, thì các bạn mua cốc sủi không. Còn mà các bạn chưa có máy oxy thì khi các bạn mua sản phẩm bên mình á, thì mình sẽ tặng cho các bạn là 1 mét dây nha. 1 mét dây của cái máy oxy này để cho các bạn về các bạn gắn với cốc sủi này luôn.
Rồi video mình sẽ kết thúc đây nha. Các bạn nào xem được video mình cho mình xin được một like bằng một lượt đăng ký kênh nhé các bạn. Các bạn ủng hộ kênh mình mới lập nha các bạn. Để sau này những có những sản phẩm mới thì mình sẽ test cho các bạn xem. Các bạn ủng hộ cho mình nha. Mình kiếm kiếm mơ mớ. Đối với sản phẩm này khi các bạn chỉnh nó sủi mạnh á thì các bạn thấy những cái bọt nước nó sẽ bị văng lên nha. Nó văng lên, có nhiều khi nó văng lâu ngà lâu á thì nó sẽ bị ướt vào đây. Các bạn lưu ý cho mình điểm đó nha. Cho nên để mà ít á thì các bạn canh theo cái lượng hồ của mình. Các bạn chỉnh gì vừa đủ thôi, các bạn cũng đừng cho mạnh quá. Đó, các bạn chỉnh vậy thì nó sẽ không văng nha các bạn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha các bạn.